something like that. Like that Mexican guy? Is this the one that you thought she was Mexican? You talked to someone? The phone call, you prank call her? Oh, yes, the newspaper. Anh hiểu không? Mà đang nói chuyện với ổng nè, đang nói chuyện là bà Thím Hiệp được bao nhiêu tiếng, ông già này được bao nhiêu tiếng rồi này kia. Somebody's gonna have to ride in the car with me. Okay. Are the boys still here? Yeah. Why, you're scared? Yes. You should be scared, you're on scare tactics. Emergency, anh nhớ không? Em cầu nguyện em nói là Chúa cho ông sống thêm một năm nữa thì để em thấy cháu ngoại ông ra đời thì Chúa cho ông dắt ông đi cho ông nhẹ nhàng. Exactly một năm ông chết, mà ông chết kiểu nhẹ nhàng vậy. Đúng một năm không hơn. Cái em kể lại cho con nó nghe, cái con nó mới cho lúc nó cô xin 2 năm, 3 năm. Ta nói tụi bay ơi, lúc nó xin 1 năm là cô đã tham lam lắm rồi. Tại vì bác sĩ về rút ống ra cho ông chết. Hiểu không? Mà mình chỉ xin là ta xin 5 tháng, 3 tháng, 5, 3 ngày để gặp con này, gặp cái thêm. Lần này mình xin 1 năm là cho đúng 1 năm anh thôi. Ông linh dễ sợ. Wait, maybe that's the one that called. Okay, he wasn't here when the phone call. Có giỡn ông không có thích, ông không có cho trúng số đâu. Okay. Careful, mình đừng có giỡn như vậy. Ông đang về vậy là linh thiêng của con, mình phải tôn trọng cái gì đó. Không, con chó mà gọi cái gì nói chuyện gì, thì ra đang cái chuyện serious để làm thành funny. Mà it's not the right time for funny. Okay. Okay. Ngày mai đem cái chai rượu, với lại miếng thuốc ra đốt cho ông để mình cầu nguyện. This princess. Oh, it's princess? Uh-huh. Ah, okay. What you eating, candy? I can't eat candy. You took all of her pink ones. No, she had a whole bag. Of pink ones? You're looking for Starburst? Those, no, those are the only ones that Maddie's been eating are the pink ones. I know. Yes.